Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh người. Ngày ấy khi chiều đến, Thiên Chúa Trời Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng: chúng ta hãy sang bên kia biển hồ. Các ông giải tán đám đông vì người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo người. Chợt có một cơn bão lớn và những lốp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và người thì ở đàn lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức người và nói: thưa thầy, chúng con chết mất mà thầy không quan tâm đến sao? Trỗi dậy, người đe gió và phán với biển rằng: hãy im đi, hãy lặng đi. Tức thì gió ngừng, biển lặng như tờ. Rồi người nói với các ông: sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư? Bây giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh người? Đó là lời phán dạy của Thiên Chúa Trời Giê-xu ban cho tất cả nhân loại. Các con chớ áy náy về ngày mai. Khi ấy, Thiên Chúa Trời Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng: không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó sẽ ghét người này và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế thầy bảo các con chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình lấy gì mà ăn, hay cho thân xác các con lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm vào kho, thế mà cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng ấy nấy mà có thể làm cho mình cao thêm được một gang ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng
coi chúng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không canh cưỡi. Nhưng thầy nói với các con rằng, ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông cũng không trang phục được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con. Hỡi những kẻ kém lòng tin, vậy các con chớ áy náy, lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc. Vì chưng dân ngoại tìm kiếm những điều đó, nhưng cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàng, các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Còn các điều đó, Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy, lo lắng ngày mai, vì ngày nào cũng có sự khốn khổ của ngày ấy. Đó là lời phán dạy của Thiên Chúa Trời Giê-xu ban cho tất cả nhân loại. Rồi, sau đây chú Giống thông báo cho đồng bào Việt Nam và đồng bào nhân loại chúng ta. Nhắc đi nhắc lại, thì càng ngày thì nhân loại chúng ta càng tìm hiểu, tìm biết ra thêm là nhân loại chúng ta có rất nhiều nhóm và băng đảng giàu có, hống hách, kiêu ngạo, và họ đeo đuổi theo những cái kế hoạch, tức là họ cho rằng tổ chức của họ, nhóm của họ, băng đảng của họ thuộc về những thành phần thượng đẳng, tức là hơn con người. Và họ chế biến, nghiên cứu, đưa ra và đeo đuổi những cái phương án rất là nguy hiểm vô cùng. Nói nôm na là họ rất là kỳ thị chủng tộc, họ rất là kỳ thị phe nhóm. Và họ có những cái sách là thống lĩnh nhân loại, cũng như là thống lĩnh quả địa cầu cho băng đảng, nhóm của họ, tổ chức của họ. Mình nói nhiều đây á, thật sự thì nó cũng chẳng bao nhiêu, tại vì những cái thành phần mà nó gây ra khuynh đảo bấn loạn thế giới đó thì chúng nó chỉ khoảng trên dưới 10 băng đảng, 10 băng đảng, trên dưới 10 băng đảng. Nói nôm na là bọn thế lực ngầm
giàu có, hống hách, kiêu ngạo mà rất là ích kỷ và rất là kỳ thị dân tộc. Trong đó là có đủ thành phần giống dân hết á, chứ không phải chỉ của riêng một giống dân mà thôi. Rồi họ tập hợp lại với nhau, họ chế biến băng đảng của họ, rồi họ dùng những khoa học con người mà họ tận dụng và lạm dụng của thiên nhiên, rồi họ chế biến ra những phương án, những kỹ thuật, rồi họ muốn làm bá chủ toàn cầu. Và họ chỉ có trên dưới 10 nhóm nguy hại. Là bởi vì họ chưa thực sự tìm kiếm Thượng Đế. Và rồi đồng bào tin tưởng chắc chắn đi, họ sẽ chẳng làm được gì để mà qua mặt Thượng Đế đâu. Chúng ta hãy vững tin, rồi lần lượt họ sẽ sáng con mắt ra. Và nhân loại chúng ta, những người thờ ơ vô trách nhiệm, chưa nghe lời Hội đồng Cứu Việt Nam và nhân loại chấp hành. Theo dõi thì đông lắm, nhưng mà số thành phần chấp hành thì còn rất là ít. Và rồi tương lai, khi mà họ lâm vào cảnh khổ và họ nhận diện, họ thấy nhân loại quá khổ, trong đó có họ, thì lúc đó lần lượt họ sẽ chấp hành. Tại vì không còn một chọn lựa nào khác. Ngay cả họ lười biếng, họ vu vơ đến cái độ là chờ người khác chấp hành rồi mình mới chấp hành. Rồi chúng ta cùng nhau chờ đi, rồi cái cảnh khổ nó tới. Hạn hán rồi, ôi đủ thứ chuyện lộn xộn hết rồi. Càng ngày nó càng bế tắc, cũng như từ năm 2019 cho đến bây giờ, nó không có khá hơn. Ở Mỹ, một cái nhà băng lớn ở Mỹ, nó vừa đóng cửa ngày hôm qua. Rồi sắp tới tương lai trên thế giới là nhiều nơi, nhiều ngân hàng sẽ đóng cửa, nhiều hãng xưởng sẽ đóng cửa. Bây giờ là kinh tế toàn cầu mà bây giờ là cắm đầu đi xuống hết á. Đó, thì đến một cái lúc mà nhân loại chịu hết nổi rồi, lúc đó là thì đã cha trời ngày biết trước, ngày hướng dẫn trước, nói đã đời nó không nghe thì bây giờ nó khổ quá rồi. Lúc đó là nó kêu trời thôi, không có gì cái đời nữa. Lúc đó là nó sẽ ôm mình trong trời, nó cầu nguyện. Chắc chắn luôn. Thời điểm là sắp tới rồi đó. Sắp tới rồi. Tưởng tượng, mình nói riêng Việt Nam thôi, nói riêng Việt Nam nha. Chứ hổng rài là cả thế giới chỗ nào cũng bị hết á. Không bị cái này, bị cái kia, bị nặng lắm chứ không có nhẹ nha. Bây giờ nói riêng Việt Nam đi. Cái tình trạng mẹ cứng đầu, ù lì bể trễ gì. Kéo dài chứ cỡ chừng vài tháng nữa là thấy mệt lắm. Dân khổ đó. Ok. Ừ. Nhiều lắm mưa đá ở miền Bắc nha. Rồi nóng bất thường, kinh hoàng nha. Rồi nóng ở miền Nam, kinh hoàng nóng nha. Rồi khô cằn nha. Thấy không? Đất sụp nha. Nước không có nha. Ở miền Bắc thì nóng khủng khiếp nha. Rồi mưa đá nha. Ha, miền Trung cũng vậy nha. À, kéo dài những vài tháng nữa là thấy là có chuyện đó. Nó riêng Việt Nam thôi. Lúc đó là nghĩ ôm mình Thượng Đế cầu nguyện. Nghe không? Ừ. Đó vậy đó. Rồi khắp nơi quả địa cầu cũng thế. Được coi. Hôm nay năm châu trồng chất. Đó, rõ ràng như thế.
Ok. Đồng bào có ai gọi vào chia sẻ ý kiến gì không? Có bất cứ câu hỏi gì không? Ừ? À, chúng ta làm chương trình cũng trên 10 tiếng rồi đó. Ok. Rồi. Thôi giờ đó mấy em lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, mấy em phải chỉnh đốn lại, phải cẩn trọng nha. Tại vì lần lượt sẽ đến mấy em đó. Khó khăn lắm. Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng. Khi ấy, Thiên Chúa Trời Giê-xu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này. Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng. Những điều mà cần cảm ơn Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Những điều mà Ngài dạy dỗ, những điều mà chúng ta cần san sẻ cho nhau. Những lời dạy dỗ của Thượng Đế. Ứ trong lòng chúng ta phải cho thoát ra. Cho những người mà chưa biết, hoặc là chúng ta cùng nhau nhắc nhở cho nhau. Dẫu rằng chúng ta nghe đi nghe lại rất nhiều lần nhưng mà chưa thực hành, thì chúng ta phải nhắc nhở để chúng ta thực hành, chứ không phải chỉ nghe nghe suông rồi bỏ qua. Rồi miệng nói những lời đầy ứ trong lòng. Những cái đứa mà tu hành giả dối, những đứa mà không đi tìm kiếm Thượng Đế như các vị đạo sĩ chân chánh á. Các đạo sĩ chân chánh thì họ lúc nào họ cũng đi tìm Thượng Đế. Mà thời nay cái giới mà tu sĩ hiện tại bây giờ đó, đủ thứ thành phần, đó là tu, mà thật sự họ không quyết tâm đi tìm Thượng Đế. Họ còn ham, còn mê, còn thích, còn muốn đủ thứ hết á. Thành ra không thể nào họ đi tìm Thượng Đế được. Miệng họ nói là họ ước ao được giải thoát. Nhưng mà ai có thể cứu họ? Chỉ có Thượng Đế mới có thể cứu họ. Mà có mấy ai thời nay quyết định đi tìm Thượng Đế, nhắc nhở đến Thượng Đế và giới thiệu Thượng Đế cho người khác được biết. Mình phải biết Thượng Đế là ai thì mình mới giới thiệu cho người khác được biết Thượng Đế là ai chứ. Bây giờ mình nói mình tu hành, mình giải đạo mà mình không biết Thượng Đế là ai, mình không có xưng tụng Thượng Đế là ai, thì làm sao mà mình được giải thoát? Làm sao mà mình có thể san sẻ cho người khác, những người cũng đang tìm kiếm Thượng Đế?
Thậm chí những người đang tìm kiếm Thượng Đế, họ gặp những kẻ đó, rồi họ không nghe những kẻ đó nói về Thượng Đế. Thế thì vô tình hoặc cố ý, cái người mà nói là tu hành đó, họ cố ý hoặc là vô tình, mà thông thường thì họ cố ý, họ dẫn dắt sai con đường tu hành để tìm kiếm Thượng Đế. Bởi vì chính họ cũng không có xác nhận là họ đang đi tìm kiếm Thượng Đế, mà họ cho là cái lối suy nghĩ của họ, lối suy nghĩ của họ, lối làm việc của họ, chủ nghĩa cá nhân đó là trên hết. Vì thế họ không bao giờ nhắc đến cái chuyện đi tìm Thượng Đế để biết Thượng Đế là ai. Trong khi đó tất cả những vị chân tu, chân chánh luôn luôn lúc nào họ cũng đặt điều cái vấn đề phải đi tìm Thượng Đế để được biết Thượng Đế, để tôn thờ Thượng Đế, để được giải thoát. Họ ưu tiên cái điểm phải đi tìm Thượng Đế để biết Thượng Đế là ai quan trọng nhất. Đó là những người tu hành chân chính, những đạo sĩ chân chính. Nói ở đây chú giống đưa ra một thí dụ, một cậu em thích Minh Tuệ mình gì đó, ổng rày cả tháng nay đi bộ cẳng chân người chai hết rồi, ôm cái nồi cơm điện đi khất thực được các cái. Cậu em đi tìm ai vậy? Đi tìm Phật hả? Phật đây nè. Đi tìm Phật hả? Đi tìm Phật hay đi tìm ai? Hả? Thích Minh Tuệ và các nhà sư Phật giáo, tụi em đi tìm ai? Tụi em đi tìm Phật hả? Phật bảo đi tìm Thượng Đế, bởi vì Phật thờ Thượng Đế. Và Phật hiện ra, Phật đang hướng dẫn nhân loại, những ai chưa biết Thượng Đế thì phải đi tìm Thượng Đế. Mà để đi tìm Thượng Đế, chắc chắn để được biết Thượng Đế là ai. Đối với những ai chưa biết Thượng Đế, thật sự chưa biết Thượng Đế là ai, là phải nghe lời Thánh Giống Di Lạc Phật Vương hướng dẫn. Bởi vì Thánh Giống Di Lạc Phật Vương đại diện Thượng Đế, nhận lãnh sấm lệnh của Thượng Đế, sấm lệnh mới để hướng dẫn nhân loại trước khi tận thế. Đây là Phật Thích Ca nè. Phật Thích Ca đi tìm Thượng Đế. Phật Thích Ca thờ Thượng Đế. Tại sao cậu em Thích Minh Tuệ không đi tìm Thượng Đế? Cậu em đi tìm cái gì? Cái việc trước tiên là các cậu em đã sai lầm, cũng như mấy cậu em trụ trì ở các chùa chiền am tự không bao giờ nhắc nhở đến Thượng Đế. Thượng Đế là thiên thượng đứng mà Phật Thích Ca tôn thờ. Tụi em không có đứa nào nhắc nhở đến thiên thượng cả. Nguy hiểm quá. Rồi bây giờ tới cậu em Thích Minh Tuệ này. Tu cái gì vậy? Tu mà không đi tìm Thượng Đế, tức là làm sao? Tu cái gì? Tìm cái bản ngã của chính mình hả? Bản ngã của chính mình là cái gì? Không có Thượng Đế làm sao có mình? Nếu mà chối bỏ Thượng Đế thì mình không bao giờ tìm được bản ngã của mình. Bởi vì Thượng Đế là đứng duy nhất mới có thể hướng dẫn bản ngã của mình. Bởi vì Thượng Đế biết nhiều hơn mình. Bởi vì mình sống nhờ vào Thượng Đế mọi nơi mọi lúc. Và mình sống nhờ Thượng Đế đời đời kiếp kiếp. Mình không thể nào tự mình sống tự mình được. Mà mình bây giờ không đi tìm Thượng Đế để cảm ơn Thượng Đế, để biết Thượng Đế là ai, thì nguy hiểm vô cùng. Trước tiên là phạm tội rồi, tội kiêu ngạo. Tội thứ nhì nữa là cái tội hủy hoại thân thể của mình. Đi cẳng không bằng chân chai, đá chai, làm đó hủy hoại thân thể đó. Làm gì chi vậy? Trong đó mình không được tự diệt thân thể của mình, không được hành hạ thân thể mình, không được lạm dụng thân thể mình. Đó là cái tội. Phật Thích Ca đi tu là đi tìm Thượng Đế để được giải thoát.
Bây giờ mấy em đi tu, mấy em không đi tìm Thượng Đế, các em tìm cái gì vậy? Tìm cái bản ngã của chính mình hả? Bản ngã của chính mình là cái gì? Cái gì mà ghê gớm quan trọng như vậy? Bản ngã của mình là cái gì? Được quyền chứ, em được quyền tự do. Mà thời nay mà lo đi tìm cái bản ngã của mình, tức là các em học cái bài học. Phải nói là những người đi trước, người ta đã để lại quá nhiều kinh nghiệm về cái bản ngã của chính mình, của chính con người của mình. Bản ngã nhân loại đó là cái gì? Tham sân si, ham mê thích muốn hưởng thụ đủ thứ, đó là cái bản ngã của mình. Bây giờ mình đi tìm cái bản ngã của mình. Đi tìm ham mê thích muốn đủ thứ để mình thất bại này đến thất bại nọ, thất bại, để rồi rốt cùng mình bó tay. Lúc đó mình mới nói: ô Thượng Đế ơi, Thượng Đế ở đâu? Thượng Đế cứu tôi với, Thượng Đế đâu? Lúc đó là mới bắt đầu đi tìm Thượng Đế, đúng không? Thì ra là những người này, mấy em trụ trì các chùa chiền am tự này kia đồ, em thích minh tuệ được cái, các em đang học cái lớp vỡ lòng, đang đi tìm cái bản ngã của con người, chứ các em đâu có đi tìm cái sự hướng dẫn của những người đi trước. Các em tôn thờ Phật Thích Ca phải không? Có phải vậy không? Phật Thích Ca đi qua con đường đó rồi, con đường đi tìm Thượng Đế. Và Phật Thích Ca đã đắc đạo, được biết Thượng Đế là ai. Và Phật Thích Ca kêu nhân loại là phải tôn thờ Thượng Đế trên hết mọi sự, và tôn trọng chúng sinh, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Mà bây giờ các em chối bỏ bài học của Phật dạy, các em tự đi tìm bản ngã của các em, mà hỏi các em đi tìm bản ngã của các em, chứ không phải là các em đi tìm Thượng Đế. Các em muốn chứng nghiệm cái con đường mà Phật đi, đúng không? Tức là đi tìm cái bản ngã, trước tiên là đi tìm bản ngã, đúng không? Đi lang thang, đi xin ăn, lang thang. Rồi để đi đâu? Để được cái gì? Để đối diện với những cái khổ, để chiêm nghiệm, để kinh nghiệm. Nhưng mà cái mục đích là để làm cái gì? Tìm bản ngã của chính mình hay là đi tìm Thượng Đế? Tức là sau khi tìm được bản ngã của chính mình rồi, rồi sau đó mình mới đi tìm Thượng Đế à? Trước sau gì mình cũng phải đi tìm Thượng Đế. Mà những bài học của những người đi trước, người ta đã hướng dẫn cho mình đi con đường đó, nghe không? Tránh cái này, tránh cái nọ, không? Hoặc đi đường đó nhanh, nó tốt, đúng hơn. Không, mình không nghe lời. Mình để tự mình lò mò mình đi. Đi trật đường, đi lộn đường, rồi đi dấp ngã các cái, rồi gặp ổ gà các cái, rồi trông gai rồi các cái. Lúc đó mình bắt đầu mình nhớ lại, lúc trước đó, ông kia, ông nói, ông đi qua con đường đó rồi, phải đi con đường này nè. Tốt nhất là đi con đường này nè, sẽ đến cái mục tiêu. Mình không nghe lời, mình đi theo ý riêng của mình. Mình không biết trong mẹ gì hết đó, mình cứ lò mò mình đi tìm cái bản ngã của mình. Tại vì mình trong đầu mình không có quyết định đi tìm Thượng Đế. Rốt cuộc thì sao? Cũng phải đi tìm Thượng Đế. Tại vì mình cũng thể sống tự mình được. Đừng có nói dốc nữa. Bởi vậy, đây Phật Thích Ca, đây linh điển Phật Thích Ca đang có mặt ở đây. Hình màu gốc á chuyển qua màu hồng đẹp tuyệt vời luôn. Phải có hình màu gốc thì mới chuyển ra màu này màu nọ được, nghe chưa? Thế Phật Thích Ca chắp tay cầu nguyện không?
phán bảo gì đây? Phải đi tìm Thượng Đế. Phải đi tìm Thượng Đế. Bây giờ Phật tử không lo đi tìm Thượng Đế, Phật tử tìm ai? Phật nói Phật, ta đâu cứu ai đâu, ta đâu phải là Thượng, ta không phải là Thượng Đế. Ta chỉ đường cho các ngươi để các ngươi được cứu là phải tìm Thiên Thượng, tìm Thượng Đế đó. Phải tôn trọng Thượng Đế trên hết mọi sự và tôn trọng chúng sinh. Thế thì mấy em có đi tìm Thượng Đế chưa? Thượng Đế là Thiên Thượng đó. Hay là mấy em đi tìm mấy thằng thầy chùa nó đang lường gạt các em? Nó đang tìm mấy con sư xạo xạo nó lường gạt các em? Vào đây là học hỏi thêm. Đấy. Hình một góc này. Phật Thích Ca gia nhập Hội đồng Cứu Việt Nam và Nhân Loại. Chuyển qua màu hồng. Đẹp tuyệt vời luôn. Ok. Rồi. Có ai gọi vào không nè? Mấy chú giống xin phép được tạm dừng ở đây à. Nghỉ ngơi. Ok. Rồi, vậy đi. Không gọi vào thì chúng ta để hình ảnh Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giê-xu cho đồng bào chiêm nghiệm, copy. Nhớ vào những trang website học hỏi, chấp hành. Chú giống xin phép sau cái bài nhạc này chúng ta được nghỉ ngơi. Hoặc là những ai mà gọi vào chia sẻ thì gọi vào. Chú giống để cái chương trình tiếp theo. Ok. All right. Okay. Cái phần này á. Trăm 44.000 người sẽ bằng làm việc toàn thời gian để mà thông báo hồng ân giải thoát của Thượng Đế Toàn Năng. Ý nghĩa của bài kinh thánh này nè. Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo, không thể đếm được. Họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Mời đồng bào gọi vào nha. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh John Tông Đồ. Tôi là John, đã nhìn thấy một thiên thần khác từ phía mặt trời mọc đi lên, tay cầm ấn Thiên Chúa hằng sống và lớn tiếng kêu gọi bốn thiên thần được lệnh tàn phá đất và biển mà rằng: chớ có tàn phá đất, biển và cây cối trước khi ta đóng ấn trên trán những tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta. Và tôi đã nghe biết số người được đóng ấn là 144.000 người thuộc mọi chi tộc Israel. Sau đó, tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được. Họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt con chiên. Mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thuyên tế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: kính
lại Thiên Chúa chúng tôi đứng ngự trên ngai vàng và con chiên. Rồi tất cả các thiên thần đến đứng chung quanh ngai vàng và các trưởng lão cùng bốn con vật sắp mình xuống trước ngai mà thờ lại Thiên Chúa rằng: Amen, chúc tụng, vinh hiển, khôn ngoan, cảm tạ, vinh dự, quý quyền và dũng lực cho Thiên Chúa chúng tôi muôn đời. Amen. Rồi một trong các trưởng lão lên tiếng hỏi rằng: Những người mặc áo trắng này là ai vậy? Và họ từ đâu mà đến? Tôi đáp lại rằng: Thưa Ngài, hẳn Ngài đã rõ. Và người bảo tôi rằng: Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến. Họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu con chiên. Đó là lời phán dạy của Thiên Chúa Trời là Thượng Đế toàn năng ban cho tất cả nhân loại. Sau đây là bài nhạc mến tặng tất cả anh hùng chiến sĩ trận vong, chiến sĩ linh thiêng đã hy sinh cho nhân loại chúng ta được sống thêm đầy ý nghĩa. Bài nhạc này chú Giống soạn đặc biệt là tặng cho tất cả những anh hùng chiến sĩ linh thiêng.
quên. Đó là chuyện tình của hầu hết những anh hùng chiến sĩ trận vong khắp nơi trên quả địa cầu. Tức là hy sinh trẻ lắm, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 tuổi là những thành phần hy sinh nhiều nhất khắp nơi trên quả địa cầu. Có vợ, có con, có người yêu, rồi hẹn trở về, nhưng mà rốt cuộc là hy sinh trên chiến trường. Bài nhạc Chú Giống viết tặng cho tất cả anh hùng chiến sĩ linh thiêng. Rồi, em Thế vừa gọi, bây giờ Chú Giống gọi lại nè. Ok. Thế, em Thế. Ok. Rồi, mời em Thế.